xin kính chào tất cả những anh em ơi. Thì hôm nay Thạch đến với anh em bằng cái sự chia sẻ về dàn áo xe Seaborn cho những anh em mà có cái suy nghĩ mà thích chơi áo thêm nha. Thì Thạch gửi đến cho anh em cái video clip này, mong rằng giúp đỡ được cho anh em tìm được cái bộ áo dream mà như mong muốn, ý muốn của anh em ha. Thì trong quá trình làm xe, Thạch thấy có cái bộ áo này nhìn xa xa thì thấp thoáng dáng kiều, gỡ ra mới biết người yêu chị Phèo, có nghĩa là cái bộ áo cái xe này á là bộ áo xe của không đúng phim. Và bây giờ Thạch sẽ hướng dẫn chia sẻ đến cho anh em cách phân biệt ha. Rồi mời anh em bắt đầu theo Thạch nè, giờ lật dàn áo lên hết cho anh em coi nha. Rồi bây giờ Thạch sẽ lật cái tẩy mà bộ áo bùa này ra cho anh em xem ha. Và cũng mong rằng là anh em hãy cùng đồng hành với Thạch chinh phục đến đam mê, để Thạch có cơ hội mà chia sẻ những điều mà Thạch biết trong khi mà Thạch làm xe hay sửa xe gì đó, phát hiện ra những điều gì có thể chia sẻ được thì Thạch sẽ gửi đến cho anh em. Thì mong rằng nếu như anh em đã là người đam mê thì bên góc phải màn hình đó là chỗ mà để anh em cùng với Thạch chinh phục đam mê. Anh em biết câu đó đăng ký kênh của Thạch và đừng quên để lại một like nha, để Thạch giống như là khích lệ tinh thần. Thì những câu nói này Thạch cũng đã nói nhiều video clip, nhưng mà Thạch muốn nhắc lại để cho anh em biết rằng cái sự mong muốn của Thạch là muốn anh em khích lệ tinh thần để Thạch làm nhiều video tiếp theo, gửi đến cho anh em, cũng giống như là chia sẻ nhiều kinh nghiệm tiếp theo nữa hơn nữa để gửi đến cho anh em ha. Rồi bây giờ mời anh em đây nè. Thì trong những cái video trước Thạch gửi đến cho anh em thì Thạch có nói là nếu như mà áo jean thì bên trong này nó sẽ ngã về màu vàng ha. Đó thì đây anh em nhìn phớt ngang nó ngã màu vàng, đẹp quá đẹp đúng không? Như jean rất đẹp đây. Đó. Rồi đây. Đẹp không? Rất đẹp luôn á. Anh em nào mà chơi áo jean thì nhìn sơ ngang cái là thích liền. Đó, đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Quá tuyệt vời. Nè. Thì cái mặt nạ này thì quê rồi ha. Thì thôi khỏi lật đi. Tại vì quê này là nói chung là có là cũng hiếm rồi. Nè. Đó. Thì cái này cũng ok, thôi này bỏ qua. Này ok, nhưng mà cái này nè. Đó. À, hai món này Thạch bỏ ra, có nghĩa là hai món này là hiếm nha. Mà đúng riêng này, bùa thì cũng ok, không có gì để đáng nói. Còn đây, đó, thì có rất nhiều cái video Thạch đã nói là bên trong này nếu như mà riêng thì lâu năm nó sẽ ngã thành màu vàng nha. Đó là áo riêng của xe Seaborn. Thì Thạch nhắc lại áo riêng của xe Seaborn, từng đời nó khác nhau, 98, 99, 2000 nó khác nhau, 201, 202 nó lại là mũ khác nữa. 9899 á, mũ nó dày, rất là dày, dày cộm lắm, anh em cầm lên là cảm thấy nó nặng và gờ vô nó nhám tay luôn. Còn 201, 202 á, thì lúc đó nó xài linh kiện rồi, có nghĩa là nó không còn xài giống nhau 9899 nữa, và cái độ mũ của nó sẽ mỏng hơn, nó là chất nhựa màu trắng đó. Thì những bộ áo tồn bây giờ này thì nó cũng giống như vậy, anh em bán áo tồn cũng giống như vậy, khi mà anh em cạo lớp bên trong này ra nó sẽ là màu trắng. Thì đó chính là những bộ áo mà riêng, đúng là riêng, nhưng mà riêng tùy theo đời, anh em tìm mua đúng đời nào thì cái đó là do ý mong muốn của anh em. Nếu như tìm đúng đời 9899 Thạch cũng có luôn, hiện giờ trong kho Thạch có rất là nhiều bộ áo 99 mà nó không có đủ bộ, nó cũng nảy bể tình luôn mà. Rồi nó chỉ có được cặp mình hay là này cái kia là riêng thôi, thì lấy ra so sánh nó sẽ khác nhau. Nhưng mà thôi, cái video clip này Thạch hướng dẫn để cho anh em mà tìm phân biệt và kiểm tra trước khi mà anh em mua bộ áo riêng. Hiện giờ trên thị trường nó là người ta bán chục ngoài triệu gì đó ha. Thì Thạch giúp cho anh em cái chuyện mà mình sẽ kiểm tra trước khi mình mua, là mình coi nó có đúng là áo mũ trắng hay là không. Thì thật sự đối với Thạch nha, áo tồn kho mà giống như anh em mà đang tìm mua hay là có những anh em bán đó, thật sự tồn kho là tiếng lóng của anh em, là bán ế đó, là bán mà không ai mua đó. Thì
còn lại là cái đó là cái chất liệu màu trắng của ngày xưa đó, thì đó cũng là đồ mới chứ không phải là đồ riêng theo xe. Còn đồ riêng theo xe là khác nữa anh em nha. Rồi thì bây giờ mình nhìn vàng gì đúng không, thì anh em đi mua xe ở mua xe riêng gì đó mà người ta bao anh em là áo riêng hay là như nào, anh em ngó cho anh em nhìn thấy vàng vàng gì là anh em thấy khoái rồi đúng không, riêng được phải không? Nhưng mà chưa chắc đâu, cái gì thì không biết, nhưng mà đối với xì bo thì nó phù phép, các thứ trên đời đều có hết trong xe xì bo, nó đa dạng phong phú lắm. Tại vì mỗi món đồ nó tiền không à, thì thật sự là bùa phép ra một món đồ bán biết nhiêu tiền đó. Cho nên mình kỹ lưỡng tất cả các món đồ ha. Rồi có vô một vàng đúng không, thì nếu như mà anh em á không có tháo được, ta không cho anh em tháo á, thì anh em tháo cái món dễ tháo nhất, đó chính là cái đuôi rùa hay là hai cái ốp da hai bên đó, thì mình cần nhận một cái vít thôi là mình lấy được ra rồi. Là bây giờ mình sẽ kiểm tra, mình sẽ lấy đồ kiểm tra nè. Thì mình muốn xác định nó là mũ như thế nào thì mình cứ lấy đồ cạo thôi. Giờ lấy đồ cạo ra là biết. Thì mình sẽ dùng cái vật nhọn nào đó không biết, mình cạo nha. Và bây giờ mời anh em nè, cạo nha. Lựa ngay mấy chỗ vàng này cạo đi. Cạo nha. Cạo ra coi thịt nó màu gì. Nếu như thịt nó là màu trắng á, là nó là áo rin. Còn thịt nó màu đen hoặc là màu xám xi măng là áo lô. Bùa lại nha, chơi. Rồi theo anh em nhận thấy đây là màu gì? Màu xám xi măng đúng không? Thịt lấy nè, cái bỏ mới ra cho anh em coi nè. Rồi màu này với màu này nó giống nhau không? Đó, đây à, giống nhau không? Nữa ha. Rồi giống nhau không? Rồi bây giờ anh em đợi Thạch chút xíu, Thạch vô Thạch lấy một cái áo riêng ra để cho anh em coi. Mình nói chung á, mình hướng dẫn, mình chia sẻ thì mình sẽ nhiệt tình, mình dắt cho anh em là giống như là có đồ đạc để chứng minh, nói để cho anh em hiểu rõ từng ly từng tí luôn. Tại vì mình chia sẻ hết cái tấm lòng của mình đến cho anh em, mong rằng anh em á sẽ chuẩn trên lĩnh vực khai thị này nha. Đợi xíu đi. Rồi thì đây là áo riêng chính chính nè, đúng riêng chính chính luôn á anh em à nha. Có cân ở đây, Thạch cân cho anh em luôn rồi, cân cho coi cái số lượng ký của nó đây. Thì đây chính là bộ áo rin của xe 99 ha. Anh em phân biệt, anh em đừng nhìn đát nha. Máy này hả, chuyện nhỏ, muốn là có à. Thì bây giờ nè, mình nhìn thôi là đã thấy mũ bên trong nó là màu trắng rồi đó. Bây giờ Thạch cạo nè. Rồi thì anh em thấy sao? Thấy không? Nhìn kỹ camera vô, sát vô, sát vô, thấy chưa? Trắng chưa? Đó. Rồi cái dấu bể nè, anh em nhìn kỹ vô dấu bể nè. Đúng không? Dấu bể là thịt nó là màu trắng luôn nè. Đó. Dấu bể là thịt là màu trắng luôn. Đúng không? Rồi thì trắng này lâu năm nó sẽ ngã vàng đó. Ha. Nè, hai màu khác nhau chưa, màu xám nè, màu trắng nè, đó, này là màu xám xi măng nha. Rồi thì đây, anh em thấy cái độ nó dày hơn không? Đó. Anh em nhìn vô sóc thấy dày hơn nhiều không? Đó. Rồi thì mong rằng anh em sẽ có được một kinh nghiệm bổ ích nữa từ phía kênh YouTube của Thanh Thạch, một cái kênh mà chuyên nói về xe hai thì, đặc biệt là xe xì bo ha. Và mong rằng cái video clip này sẽ được nhiều anh em chia sẻ, tại vì bộ áo này cũng mất tiền lắm ha. Nếu như mà mua lòng thì cũng đau lòng lắm á, để cho những anh em khác xem được mà học hỏi được cái kinh nghiệm này để mà
kiểm tra trước khi mua áo ha. Thôi thì cái video clip này đến đây cũng đã nói hết được những gì mà Thạch muốn nói và gửi đến cho anh em. Bây giờ thì Thạch chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở video clip sau. Mong rằng Thạch sẽ có vinh hạnh cùng anh em chinh phục đỉnh đam mê, cũng như là anh em mãi mãi gắn bó với Thanh Thạch để mà mình thực hiện cái đam mê của mình nha. Anh em nhớ một câu rằng trời không bao giờ phụ lòng người đâu, hãy cố lên bạn nhé, vì ông trời có mắt. Nếu như anh em thật sự là người đam mê, hãy cố gắng lên. Thạch tin chắc rằng một ngày nào đó anh em sẽ thực hiện cái đam mê giống như Thanh Thạch nha. Rồi bây giờ Thanh Thạch xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau. Hẹn gặp lại anh em với những video tiếp theo hay hơn của Út, và đừng quên nha cho Thạch một like để khích lệ tinh thần Thạch nha. Chào anh em.